lại không có đông lắm ha. Ngoài thì trái cây để em vô lòng chợ xem nó bán như thế nào ha. À, cá quá. Đúng rồi, rau bánh canh rau má sữa đậu nành nước suối nước ngọt sinh tố cơm tấm gạo 50, gạo bự 50. Ủa con nhiêu đó là nhiêu ký anh? Cái bự 300 còn cái dừa 220 không? À 300 220. Nói là 1 ký này đi anh. Ủa ống hương này nhiêu ký? Loại này. Ống hương 550. Cùng loại hết hả? Còn hai cái kia là 600. À. Cái còn bự là 550. À. Ồ, bên này có con này nữa nè. Trong chợ thì không có những con này, chỉ có ngoài chợ. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Để tiếp tục hành trình ở quận 4 ngày hôm nay thì em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi vào một ngôi chợ. Một ngôi chợ này có lẽ rất nhiều anh chị và các bạn ở quận 4 này ai cũng biết. Đó là ngôi chợ Xóm Chiếu. Và trước mặt chúng ta đó là con đường Lê Quốc Hưng đi ra đường Bến Văn Đồn theo trục bên phải nè. À, đi tới một tí thì có nhà thờ Tinh Lành. Và hôm qua thì chúng ta có đi một vòng ở khu quận 4 đường Nguyễn Trường Tộ đó. Nguyễn Trường Tộ thì ở bên phía bên phải, phía bên song song với đường Lê Quốc Hưng. Và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Hoàng Diệu. Đường Nguyễn Trường Tộ là bên tay trái nè, ngay cây trụ anten nè ha. Đi thẳng đường Hoàng Diệu này chúng ta sẽ đi đến đường Trịnh Minh Thế ngày xưa cũng là Nguyễn Tất Thành ngày nay, chỗ có cái bùn nước thiệt lớn đó. Và chợ Xóm Chiếu là một ngôi chợ nằm ở tiếp giáp ở bốn con đường, đó là đường Lê Thập, đường Đinh Lễ, đường Lê Quốc Hưng và đường Lê Văn Linh. Và chợ Xóm Chiếu nằm bên cánh phải chúng ta đây nè, phía sau cái tòa nhà phía sau tòa nhà Đinh Lễ nè, cao ốc Đinh Lễ rất là cao. Chúng ta sẽ đi hướng nào đây? Mình sẽ đi một vòng ha, một vòng ở đường Lê Quốc Hưng rồi vòng vô nhà lòng chợ. Tức giờ chúng ta đi chợ Xóm Chiếu buổi chiều với lại buổi tối không à. Hôm nay mình đi theo cái khung giờ mới, tại sẵn tiện bữa nay đi ở con đường Đoàn Văn Bơ đó rồi. Gần với chợ này thì chúng ta đi dạo một vòng vậy, đi vô chợ để xem trong lòng chợ này có gì khác so với các lòng chợ khác không ha. Đây cũng là một trong những ngôi chợ rất là xưa ở Sài Gòn. Bên cánh phải chúng ta có hẻm 100, hình như là 120 thì phải. Hẻm 120 đi ra đầu Quán Bơ luôn đó. Khi nhắc đến quận 4 thì chúng ta không thể bỏ qua những hàng quán ăn uống, những cái loại hải sản ở ngôi chợ này. Và chợ này buổi tối bán rất nhiều đồ ăn và quần áo. Qua đây đi giữa đường chị. Buổi sáng nắng ghê chưa. Nhiệt độ bây giờ ở ngoài đó, ở ngoài đường này chắc khoảng 34 độ. Mình đang đi trên cái vỉa hè của đường Lê Quốc Hưng. Thấy bên kia bán những hủ tiếu mì,
hủ tiếu bên kia nữa, cơm tấm, cơm tấm sườn que. Phía trước mặt thành đó là đường Đinh Lễ, con đường mà ngắn nhất Sài Gòn, chỉ có một ngôi nhà, một địa chỉ thôi, số 1 Đinh Lễ là hết. Số 1 Đinh Lễ đó là khu vực chợ Xóm Chiếu nè. Mình đi dọc theo đường Đinh Lễ, ở khu vực này bán hoa rất là nhiều luôn nè. Dưa hấu của Long An. Dưa hấu 12.000. Ở con đường Đinh Lễ bán rất nhiều hoa. Xe vậy? Dạ không, đi xe, đi chợ chơi. Chúng ta đi qua khu vực đường này đi, đường Đinh Lễ có nhỏ xíu à. Ở cái đoạn Lê Quốc Hưng này bán rất là nhiều trái cây. Hột xoài thơm. Chợ không có đông lắm ha. Trái cây để em vô lòng chợ xem nó bán như thế nào ha. Một trong chợ này mát quá. Cá quá. Thank you.
chung thì chợ không có đông lắm. À, đây là khu ăn uống. Anh gì vậy coi? À, chúng ta đi một vòng cái hàng ăn này nhé. Bánh canh rau má, sữa đậu nành, nước suối, nước ngọt, sinh tố, cơm tấm. Rồi, ở trong trong lòng chợ này mình thấy không có đông như ngoài. Chúng ta ra đây là đường Lê Thạch nè. Nếu quẹo phải thì đi ra đường Lê Văn Linh, tiếp tục chợ cá, chợ rau cải. Nhìn chung thì trong chợ cũng không có đông, vắng lắm. Sau lưng chúng ta đó là đường Hoàng Diệu. Ồ, đi hướng này chói nắng dữ. Định mua nhưng mà không biết mua gì nữa. Chắc có lẽ mua ốc quá, mà bây giờ mua phải sách ốc, phải mua 2 kg ốc bu về nướng tiêu. Để em xem ốc coi ở đây ngon hay không nha. Đây là nghêu, nghêu sò. Đây bán quá nhiều ốc luôn nè. Chúng ta sẽ xem ốc ở đây. Ốc hương. Đây là ốc ở đường, đường này là đường Lê Văn Linh. Đi thẳng ra đường này là Hoàng Diệu nè. Ôi, đi thẳng ra này là cái bồn nước ở đường Quỳnh Nguyễn Tất Thành. Trời, nó lộn hoài. Đi này biết thì nói lên đường hết trơn. Đây là con nghêu hai còi. Nghêu hai còi. Còi lớn quá nè. 255 chỗ này bán thấy sạch sẽ nè. Ngay góc đường Lê Văn Linh với lại Lê Thạch. Ở đây có anh bán ốc. Anh bán từ sáng đến chiều. Bán từ sáng đến chiều luôn á.
Ủa anh ốc bu này nhiêu ký anh? Lên lên. 150 anh. 150 hả? À con ốc bự quá ha. Con này nướng nướng tiêu là ok luôn đó. À, còn rất là bự. À, đây là ốc gạo. Ủa con nhiêu đó là nhiêu ký anh? Cái bự 300 còn cái gì vừa 220 anh. À 300 220. Nó 1 ký này đi anh. Cân nữa coi nó nặng ô nó nhiều không? Hả? Cái này đi hả? Nó giống nhau không? Hai loại này nó giống nhau không con? Rồi hai này thử ha. Ủa ống hương này nhiêu cái loại này? Ống hương 550 à. 550 cùng loại hết hả? Còn hai cái kia là 600 à. Cái còn bự là 550. À. Ồ, bên này có con này nữa nè. À, trong chợ thì không có những con này, chỉ có ngoài chợ thôi. Này là ốc. Ủa ốc này ốc gì anh? Ốc dung. Ốc dung à? Con này. Hải Dương. À. Quá trời luôn. Rồi em tính tiền luôn đi ha. Đó tiền nha. Ủa ở đâu bán tiêu xanh nè? Tiêu xanh bên đường á, rau củ quả luôn. À. Tại vì nướng 1 ký là khoảng mấy chục con. À bây giờ mua tiêu nha, tiêu xanh nha. Chị có bán tiêu xanh không? Có. À, lấy em bán làm sao chị? À, lấy 12 ngàn đi ha. Mấy bạn hả? Dạ. Ở đây có chuối xanh nữa nè. Cái tiền. Dạ đúng rồi. À, cảm ơn chị. Rồi chúng ta đi về thôi. À bây giờ nắng quá thôi chúng ta đi về nhà thôi. À, một số hình ảnh ở chợ Xóm Chiếu và hàng rau hàng ốc gửi bà con cô bác xem chơi cho vui nha. Nếu mà chúng ta đã lâu rồi không đi chợ Xóm Chiếu thì hôm nay hy vọng video clip sẽ mang chợ Xóm Chiếu đến gần hơn với các anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ về làm cái món gọi là
ốc, mà ốc nướng tiêu xanh. Lần đầu tiên em làm món này luôn nè. Sẵn hôm nay chợ sớm chiếu mua luôn. Ốc thì ốc này loại này chắc loại ngon 100 mấy ngàn ký. Bình thường thì em thấy ở chợ Hòa Bình bán 60-70, nhưng mà loại nó nhỏ hơn. Rồi, không biết anh chị có nhìn ra ngôi chợ của mình hay không? Chợ ngày nay thì cũng hơi vắng tại vì sự ảnh hưởng của dịch cúm đó. Rồi, người ta cũng ít đi chợ, ít tụ tập, ít mua sắm, ít đi chơi, tất cả đều giảm hết. Bà con tiểu thương ở đây buôn bán rất là vất vả luôn. Nó dọc lên đường Đinh Lễ này đi. Bốn mặt mặt nào cũng có đường vô chợ hết á. Cổng nào cũng mặt nào cũng có cổng vô hết. Rồi mình thấy chợ nó vắng quá. Hy vọng là dịch bệnh sớm đi qua để bà con trở lại cuộc sống bình thường. Rồi chị lấy cho chị ơi. Cô lấy bông nào lấy cho đẹp được không? Sầu riêng 1 ký 90. Mấy chục đây là mấy chục ngàn nữa ha. 1 ký là 23 ngàn 1 ký nè. 23 ngàn tương đương với 1 đô la Mỹ đó. Mua 1 ký ốc đây là 150 là tương đương với 7 đô, 7 đồng. 7 đồng cả nhà ăn luôn. Rồi bye bye các anh chị và các bạn, hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha.